Tổng thống Nga Putin lên tiếng về vụ không kích quy mô lớn trả đũa Ukraine. Nga tấn công ồ ạt Ukraine, trả sụp ra thất thủ chỉ còn là thời gian. Dù tiền Nga đã kiểm soát toàn bộ thị trấn Ivanovsky của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine tính mượn tạm Patriot từ nước ngoài để đối phó Nga. Quan chức Ukraine đề xuất xem xét huy động nữ giới vào quân đội. Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ngày 11 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow buộc tiến hành cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng năng lượng Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev và mục tiêu năng lượng của Nga. Bình luận về vụ không kích quy mô lớn của Moscow vào Ukraine sáng cùng ngày, ông Putin nói, gần đây chúng tôi đã chứng kiến một loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của mình và buộc phải đáp trả. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết thêm, các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine có liên quan đến giải quyết một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi đặt ra là phi quân sự hóa Ukraine. Bằng cách này, chúng tôi sẽ tác động đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine một cách rất trực tiếp. Ông Putin cũng nói rằng Nga tránh thực hiện những vụ tấn công như vậy vào mùa đông vì lý do nhân đạo. Ông nhấn mạnh, ý tôi là chúng tôi không muốn để các tổ chức xã hội của Ukraine như bệnh viện hay các cơ sở tương tự không có điện. Rạng sáng ngày 11 tháng 4, Nga đã tập kích tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào các hạ tầng năng lượng, nhiên liệu của Ukraine ở 5 tỉnh gồm Kiev, Odessa, Lviv, Zaporizhia, Kharkov. Theo giới chức Ukraine, Nga đã sử dụng hơn 80 tên lửa và máy bay không người lái cho đợt tập kích. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, kết quả là hoạt động công nghiệp quân sự của Ukraine bị gián đoạn, việc chuyển quân tăng viện đến các khu vực chiến đấu bị cản trở và việc cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine gặp trở ngại. Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết, vụ tấn công đã phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở khu vực Kiev, làm hư hại cơ sở hạ tầng điện ở các vùng khác. Điều này gây thêm sức ép lên hệ thống điện vốn căng thẳng của Ukraine. Trong cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Belarus, Tổng thống Putin một lần nữa bác bỏ đồn đoán của phương Tây rằng Nga có kế hoạch tấn công bất cứ quốc gia châu Âu nào ngoài Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói, thật nhảm nhí, như chúng tôi từng nói, giới lãnh đạo phương Tây cần phải giải thích và biện minh cho việc chi tiêu của họ trong cuộc chiến ở Ukraine. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng bác bỏ bất cứ ý tưởng nào về việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình mà không có sự tham gia của Nga. Ông dường như đề cập đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Thụy Sĩ dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới, với sự tham gia của đại diện từ khoảng 100 quốc gia trên thế giới. Trước đó, giới chức Nga cho biết họ sẽ không tham gia hội nghị tại Thụy Sĩ, quốc gia mà họ cho là đã từ bỏ sự trung lập và liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Putin và ông Lukashenko đã nhất trí quan điểm rằng khởi điểm tốt nhất cho mọi tiến trình nào nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022. Về phía mình, Ukraine nêu rõ mọi đàm phán hòa bình phải dựa trên công thức hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra, trong đó có yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục biên giới năm 1991 cho Ukraine. Tâm trấn Chasovia đang là nơi nóng bỏng nhất trên chiến trường Ukraine hiện nay. Cứ điểm này có vai trò gì và quân đội Nga sẽ tấn công cứ điểm Chasovia như thế nào? Các đơn vị tấn công của Moscow đã tiến đến vùng ngoại ô Chasovia, một thành phố có tính chất chiến lược quan trọng ở khu vực Donbass. Nếu họ kiểm soát thành phố này, sẽ mở ra con đường tới thành phố còn lại ở Donbass là Kramatorsk, Slavyansk và Konstantinovka. Giới tướng lĩnh Ukraine cũng thừa nhận tình hình rất khó khăn tại Chasovia, cũng như các khu vực xung quanh. Thành phố Chasovia thành lập gắn liền với doanh nhân người Anh John Hughes vào thế kỷ 19, nổi tiếng là nơi sản xuất vật liệu chịu lửa, vì nơi đây có những mỏ đất sét có chất lượng tốt. Dưới thời Liên Xô, họ đã xây dựng nhà máy sản xuất gạch chịu lửa lớn nhất thế giới, cung cấp cho tất cả các công trường xây dựng ở Donbass. Lúc thịnh vượng nhất, có khoảng 24.000 người sinh sống ở Chasovia. Thành phố hiện biến thành pháo đài kiên cố bởi nó chính là ngã ba phòng thủ cuối cùng của Kiev trên đường tới cụm thành phố Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka. Quân đội Ukraine không còn chiến hào nào nữa trên thảo nguyên. Thực tế là họ không có gì để bám vào. Và điều này khiến Chasovia trở thành một vị trí chiến lược quan trọng trong chiến dịch tấn công mùa xuân của Nga. Một bên quyết kiểm soát, bên còn lại thì quyết giữ nên chắc chắn giao tranh sẽ rất ác liệt. Việc xây dựng hệ thống phòng ngự tại Chasovia bắt đầu vào tháng 7-8 năm 2022 dựa trên những cơ sở còn sót lại.
vì vào thời điểm đó thành phố này được coi là hoàn toàn ở hậu phương, sử dụng làm trung tâm vận tải, hậu cần cho lực lượng Kiev ở Bakhmut, còn gọi là Artemov và Soledar. Sau khi Nga đánh sập hai vị trí trên, thì chính Chasovia lại trở thành tiền tuyến. Thành phố có địa hình phức tạp vì hầu hết nằm trên một ngọn đồi. Kênh đào Seversky Donets, Donbass được xây dựng vào những năm 1950, đi qua thành phố từ Bắc xuống Nam. Tiểu khu Kavatan nằm ở bờ phía đông của kênh đào. Về nhà cửa trong thành phố, chủ yếu là nhà dân thấp tầng. Một số đường phố ở trung tâm gần hội đồng thành phố và nhà văn hóa đã bị phá hủy. Có các tòa nhà tương đối cao, hầu hết là các tòa nhà 5 tầng được xây dựng dưới thời Liên Xô. Tiểu khu có nhà nhiều tầng nhất là tiểu khu Kanan ở bờ phía đông kênh đào, trong đó có một ngôi nhà 9 tầng còn được gọi là tiểu khu Novi, vì nó được xây dựng từ thời Brezhnev dành cho công nhân của nhà máy bê tông cốt thép. Tòa nhà này trở thành một vị trí thuận tiện cho việc bố trí đài quan sát của Ukraine. Ngoài ra, Chasovia bị chia thành nhiều phần bởi các khu rừng. Đặc biệt, đáng chú ý là cái gọi là khu rừng Đức và phần phía đông của nó, đường Sertuki giáp Chasovia từ phía nam, đông nam. Đây là một vị trí có tính chất chiến thuật quan trọng do kênh đào Seversky Donets, Donbass trong rừng, được dẫn đi ngầm bằng một đường ống, vì vậy thuận tiện cho việc vượt qua con kênh. Phần thứ hai nơi con kênh cũng được bố trí đi ngầm, nằm đối xứng với phần đầu tiên, tức là ở phía bắc thành phố trong khu vực làng Kalinovka. Vị trí này cũng thuận lợi cho việc vượt kênh, nhất là các phương tiện cơ giới. Hai khu vực trên được lực lượng Moscow xác định là hướng tấn công chính. Trên thực tế, kênh đào đã không còn nước kể từ năm 2014. Về cơ bản, nó là một con mương sâu, cây cỏ mọc um tùm. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng là một chướng ngại vật nghiêm trọng, giống như một con hào bao quanh một lâu đài thời Trung Cổ. Kênh được lót bằng một loại bê tông cốt thép đặc biệt, chiều rộng mặt kênh từ 30 đến 40 mét, đáy từ 2 đến 4 mét, độ sâu từ 6 đến 30 mét theo hình thang. Mặc dù kênh không có nước, nhưng đây là hàng rào chống tăng điển hình, thậm chí còn nguy hiểm hơn khi có nước. Có một số khu công nghiệp trong thành phố, đặc biệt là nhà máy vật liệu chịu lửa Chasovo-Yazhsky, một cơ sở sửa chữa nằm trong khu vực của nhà máy bê tông cốt thép trước đây, được xây dựng để phục vụ xây dựng kênh đào. Mức độ ổn định phòng thủ của các vị trí này rất khó xác định, không giống như Mariupol, Bakhmut, Soledar hay Avdiivka. Ở Chasovia không có các công trình ngầm. Từ phía bắc, các mỏ đất sét trước đây tiếp giáp với khu đô thị, trong đó nổi bật là mỏ Svernaya. Đây cũng là những vật cản khó chịu. Mặt khác, ở khu vực phía bắc có một số điểm cao và đống xỉ thải. Việc giành quyền kiểm soát có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các mũi xung kích xâm nhập vào trung tâm. Ukraine hiện bố trí các vị trí ở cả hai phía bờ kênh, cũng như khu vực phía bắc trước làng Kalinovka. Khu vực phía bên ngoài Kanan hiện có thể bị tấn công từ ba phía. Hiện các nhóm tiền phương của Moscow đã tiến vào đó, nhưng cho đến nay nơi đây chủ yếu hứng chịu các cuộc tập kích hỏa lực, đường không hoặc pháo binh. Hiện nay ở Chasovia không còn dân, hầu hết các tòa nhà cao tầng đều bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhưng lực lượng Ukraine đã rút lui từ các trận địa bị đánh phá và khu rừng xung quanh về một số tòa nhà ở đó. Tại khu vực kênh đào, lực lượng Moscow cũng có thể mất vài ngày để có thể vượt qua, sau đó sẽ di chuyển sâu hơn vào thành phố. Quân Ukraine phòng ngự tại Chasovia ít hơn nhiều lần so với lực lượng ở Bakhmut và Avdiivka. Về cơ bản, các đơn vị này bố trí trong chiến hào và dọc theo lòng kênh đào được coi là tuyến phòng thủ chính. Hiện tại, các đơn vị đóng tại chiến hào tiền phương đã rút về khu vực kênh đào, nơi được coi là tuyến phòng thủ chính với một số công trình chiến đấu. Ở làng Kalinovka và các công trình cấp nước ở phía nam cũng được xây dựng các công trình chiến đấu. Theo đánh giá của một số chuyên gia, sẽ đến giá trị chiến lược của Chasovia, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine sẽ bảo vệ vị trí này đến cùng. Trong hai tuần qua, Ukraine đã cố gắng nhanh chóng chuyển lực lượng tiếp viện cho Chasovia. Ngoài ra, họ vẫn có khả năng sử dụng nhiều máy bay không người lái cảm tử. Điều này cản trở đáng kể bước tiến của bộ binh Nga. Một trong những hành động đáng chú ý, Ukraine có kế hoạch rút lực đoàn xung kích Azov số 3 tình nguyện nhất của họ từ mặt trận Avdiivka về tăng viện cho Chasovia. Ngoài ra, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Sinsky cũng có kế hoạch điều lực lượng từ mặt trận Zaporizhia về tăng cường cho Chasovia. Lực lượng Moscow đang tiến về Chasovia, chủ yếu là lính dù. Sư đoàn dù 98 Ivanovo cho biết các mũi xung kích của sư đoàn đã phá hủy trận địa tiền phương của Ukraine và tiến đến vùng ngoại ô của tiểu khu Kanan. Trung đoàn dù Kostroma số 331 thuộc sư đoàn 98 đang di chuyển nhanh về tiểu khu Kanan, xuyên rừng, di chuyển về phía tây từ làng Ivanovskoye, Krasnoye, đồng thời tiếp cận kênh đào từ phía nam. Ở sườn phía nam,
Lữ đoàn xung kích đường không số 11 từ Ulan Ude vào sáng ngày 5 tháng 4 tiến thẳng qua đường Stukki đến con kênh nơi chảy qua đường ống ngầm. Cuộc tiến công ở sườn phía nam nhanh hơn đáng kể vì không còn bất kỳ chướng ngại vật nào cho đến tuyến chiến hào gần kênh. Ở phía bắc, các vị trí của Ukraine vẫn ở khu vực Kalinovka. Đồng thời, nhiều lần lính dù Nga đã thực hiện được những đột phá bất ngờ, ban đầu tưởng như lực lượng trinh sát, nhưng trên thực tế lại trở thành đột phá toàn diện. Ngoài ra, Ukraine hoàn toàn không giữ được phòng tuyến trong rừng. Điều này có thể là do tốc độ phát triển quá nhanh của đối phương. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát được tất cả các điểm cao ở hai bên sườn, gồm làng Kalinovka và cả hai điểm giao cách với đường cống ngầm, thì việc nói về việc tiến vào thành phố hay bất kỳ hình thức kiểm soát thành phố nào của lực lượng Moscow sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nói một cách đơn giản, toàn bộ chiến dịch tấn công Chasovia trong tương lai gần của Nga sẽ phụ thuộc chính xác vào những bước tiến bên sườn trong khu vực rừng Đức ở phía nam và làng Kalinovka ở phía bắc. Nhiều khả năng trong thời gian với tốc độ hành tiến của lính dù Nga sẽ chậm lại sau những đột phá nhanh chóng gần đây. Điều này là tự nhiên vì sau bất kỳ bước đột phá nào cần phải dừng lại để củng cố khu vực đã kiểm soát. Đồng thời họ phải tập trung hỏa lực pháo binh và không quân để chặn các kênh tiếp tế của quân phòng thủ tại Chasovia. Như vậy, hỏa lực cho các mũi tấn công sẽ bị hạn chế. Vị trí phòng thủ yếu nhất của quân Ukraine dường như là tuyến phía nam gần phần đi ngầm của kênh đào. Đây là một khu vực rất nhỏ, theo nghị đèn là khoảng từ 150 đến 200 mét. Một bước đột phá trong khu vực này sẽ mang lại thành công lớn cho việc kiểm soát thành phố. Mặt khác, quân đội Nga cũng có thể biến Chasovia thành một cái túi hay còn gọi là nồi hầm để thu hút quân Ukraine vào đây, sau đó dùng hỏa lực tiêu diệt, một chiến thuật thường thấy của họ. Chasovia được dự báo là sẽ thất thủ, sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã tuyên bố rằng mục tiêu của Kiev là phá hủy cầu Crimea của Nga. Đây là một phần trong kế hoạch cho một cuộc phản công mới. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, chúng tôi thực sự muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga. Đó không chỉ là cây cầu cớt mà mọi người đang nói đến. Chúng tôi đang nói về một số cơ sở hạ tầng cấu thành mục tiêu quân sự. Chúng tôi đang đề cập đến những cây cầu và sân bay. Trước đó hồi năm ngoái, nhà lãnh đạo Ukraine đã tuyên bố tương tự khi Kiev triển khai chiến dịch phản công nhằm tái kiểm soát các vùng lãnh thổ đang nằm trong tay Nga. Trong một bài phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn An ninh Aspen hồi tháng 7 năm ngoái, ông Zelensky tuyên bố cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp của Ukraine và phải bị vô hiệu hóa. Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ vào năm 2022, nhiều quan chức và chỉ huy tại Ukraine đã đe dọa phá hủy cầu dài 19 km nối bán đảo Crimea và vùng Krasnodar. Họ đánh giá công trình này rất quan trọng đối với quân đội Nga. Một số cơ quan truyền thông ở phương Tây đã dự đoán rằng các cuộc tấn công vào cầu Crimea là không thể tránh khỏi. Hồi tháng 2 vừa qua, chỉ huy hải quân Ukraine, phó đô đốc Alexei Nedpapa dự báo rằng cây cầu sẽ bị phá hủy vào năm 2024. Kiev đã từng nhiều lần kêu gọi Đức cung cấp tên lửa tầm xa Taurus, đặc biệt là để tấn công cây cầu qua eo biển Kerch. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kiên quyết từ chối đề nghị này vì ông cho rằng có thể Nga sẽ coi đây là sự tham gia trực tiếp của Berlin vào cuộc chiến. Tuy nhiên, dường như ông Scholz đang ngày càng bị cô lập trong việc duy trì quan điểm của mình. Hồi tháng 3 vừa qua, một đoạn ghi âm rò rỉ tiết lộ rằng các quan chức hàng đầu của Đức đã thảo luận về kế hoạch gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine để có thể tấn công cầu Crimea. Cầu Crimea được xây từ năm 2016 đến năm 2018 và là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Moscow đã mở một hành lang bộ rộng lớn tới Crimea sau khi Nga tuyên bố sáp nhập thêm 4 khu vực ở Ukraine vào mùa thu năm 2022. Nga cho biết cầu Crimea đã bị tên lửa và máy bay không người lái của Hải quân Ukraine nhắm mục tiêu nhiều lần, nhưng hầu hết các cuộc tấn công đã bị ngăn chặn thành công. Tuy nhiên, hồi tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm ngoái, Ukraine đã thực hiện các cuộc tập kích gây thiệt hại lớn về người và của trên cầu Crimea. Khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc tấn công là tàn bạo và vô nghĩa từ góc độ quân sự. Ông tuyên bố cây cầu không còn được sử dụng để vận chuyển đạn dược. Trong khi đó, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Andriy Yusov cáo buộc Nga đang sử dụng Crimea làm trung tâm hậu cần nên bán đảo trở thành mục tiêu hợp pháp của Ukraine. Trước đó hồi đầu tháng này, tờ Guardian dẫn lời các quan chức tình báo cấp cao giấu tên của Ukraine cho biết cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU đang chuẩn bị cho kế hoạch phá hủy cầu Crimea trong tương lai gần. Nguồn tin tình báo Ukraine cho hay, chúng tôi sẽ làm điều đó trong nửa đầu năm 2024. Nguồn tin nói thêm rằng DIU đã có sẵn gần như đầy đủ các phương tiện để thực hiện mục tiêu này. Theo nguồn tin, vũ khí phương Tây có thể cho phép Ukraine phá hủy cây cầu dễ dàng hơn. Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine,
Crimea đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế vũ khí, đạn dược chính của Nga cho các lực lượng quân sự của nước này tại mặt trận miền Nam và miền Đông Ukraine. Hầu hết, hoạt động vận chuyển binh sĩ và khí tài diễn ra thông qua cầu Crimea. Cây cầu dài 19 km nối đất liền Nga với bán đảo Crimea được khánh thành năm 2018 và trở thành cầu dài nhất châu Âu. Giới chức Ukraine nhiều lần cảnh báo tấn công cầu Crimea để cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Nga. Ukraine đang tiến hành cải tổ hệ thống nghĩa vụ quân sự, trong đó các nhà lập pháp đang tranh luận về những điều chỉnh để giải quyết tình trạng thiếu lực lượng trên tiền tuyến trong cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm với Nga. Hiện tại, Ukraine không có kế hoạch đưa phụ nữ vào dịch vụ quân sự, mặc dù ý tưởng này đã từng được đề xuất trước đó. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 4, Cố vấn quân sự của Ukraine về các vấn đề giới tính, bà Oksana Grigorieva đã kêu gọi nước này nên loại bỏ lối tư duy cổ điển và thực hiện sự bình đẳng thực sự trong lực lượng vũ trang. Chia sẻ với tờ The Times của Anh, bà Grigorieva cho biết, Hiến pháp của chúng tôi quy định rằng nhiệm vụ của mọi người Ukraine là bảo vệ quê hương của họ. Vì vậy, việc phụ nữ phục vụ trong quân ngũ là điều đúng đắn. Bà nhấn mạnh, Nga sẽ không đơn giản biến mất. Vì vậy, giống như Israel, Ukraine phải chuẩn bị cho điều này. Và điều đó có nghĩa là huấn luyện cả nam giới và phụ nữ để sẵn sàng cho tác chiến. Từ năm ngoái, nữ giới có bằng y hoặc ngành dược ở Ukraine phải đăng ký với văn phòng tuyển quân tại địa phương, dù nước này không bắt buộc phụ nữ tham gia nhập ngũ. Theo số liệu từ chính phủ, hiện có khoảng 65.000 phụ nữ phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine, tăng 40% so với năm 2021, một năm trước xung đột với Nga. Hầu hết đều tình nguyện tham gia quân đội. Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trên chiến trường. Tư lệnh lực lượng lục quân Alexander Pavliuk cảnh báo rằng không ai được đứng ngoài cuộc với lệnh huy động tham gia quân đội. Bà Grigorieva chỉ ra rằng để khuyến khích nhiều tân binh nữ tự nguyện gia nhập quân đội, cần thực hiện những thay đổi trong lối tư duy xưa cũ từ khi họ còn trẻ. Bà khẳng định điều đó phải thay đổi cả về thể chất lẫn tâm lý. Chúng ta cần chuẩn bị cho các bé gái ngay từ khi còn nhỏ để có tinh thần bảo vệ đất nước. Sau khi xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã ra lệnh tổng động viên ngay lập tức. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi quốc gia. Hôm 2 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký một luật nhằm giảm độ tuổi huy động tham gia chiến đấu từ 27 xuống 25, một biện pháp nhằm gia tăng nguồn lực cho Kiev trong cuộc chiến kéo dài hơn 25 tháng với Nga. Bên cạnh luật hạ tuổi huy động, cùng ngày ông Zelensky cũng ký một luật yêu cầu những nam giới được miễn nghĩa vụ quân sự vì lý do sức khỏe phải trải qua một cuộc đánh giá y tế bổ sung. Hơn nữa, ông cũng ký một luật nhằm tạo ra cơ sở dữ liệu trực tuyến về những người đã đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tất cả những biện pháp này đều có tiềm năng giúp quân đội tuyển mộ thêm nhiều binh sĩ một cách dễ dàng. Trong thời gian qua, chiến dịch tuyển quân của Ukraine vướng phải một số tranh cãi và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan những cơ quan này. Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, trong bối cảnh thiếu hụt binh sĩ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký lệnh cho phép người nước ngoài tham gia vào lực lượng vệ binh quốc gia nước này khi chiến sự với Nga sắp kéo dài được 2 năm. Theo đó, người nước ngoài và người không quốc tịch có thể gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine và có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng với tư cách là binh nhì, trung sĩ và sĩ quan. Phụ nữ nước ngoài cũng có thể được tuyển dụng để tham gia nghĩa vụ quân sự nếu có vị trí phù hợp còn trống. Hợp đồng với binh nhì sẽ có thời hạn ban đầu là 3 năm, trong khi đối với trung sĩ và sĩ quan có thể thời hạn từ 3 đến 5 năm. Các binh sĩ người nước ngoài đã có mặt trong hàng ngũ của Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022, nhưng thường tình nguyện tham gia quân đoàn quốc tế của Ukraine. Bên cạnh đó, để duy trì sức chiến đấu trước quân đội áp đảo hơn về tiềm lực, quân đội Ukraine cuối năm ngoái đề xuất tuyển thêm 500.000 quân, nhưng thừa nhận đây là vấn đề nhạy cảm. Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số các diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này. Trong thời gian qua, các quan chức Ukraine đã tăng cường nỗ lực tìm thêm tân binh cho lực lượng tiền tuyến khi trực tiếp tới phòng gym, trung tâm mua sắm, nhà hàng và các nơi công cộng để phát lệnh triệu tập cho tất cả những người đàn ông họ gặp. Biện pháp này gây ra tranh cãi vì khá cứng rắn. Tuy nhiên, Ukraine cho rằng đây là điều cần thiết để họ có thể duy trì khả năng tác chiến trước Nga. Sau khi lên kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình vào tháng 6 năm nay, Thụy Sĩ đã nêu rõ quan điểm rằng mọi nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine sẽ không có kết quả nếu không có sự tham gia của Nga. Theo đó, trong bài phát biểu với truyền thông ngày 10 tháng 4,
Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignacio Cassis cho biết, quốc gia đầu tiên chúng tôi nói chuyện sau Ukraine tất nhiên là Nga, bởi vì không có tiến trình hòa bình nào có thể diễn ra nếu không có Nga, ngay cả khi nước này không có mặt trong cuộc gặp đầu tiên. Nhà ngoại giao này cũng chỉ ra rằng Moscow sẽ phải tham gia vào hội nghị hòa bình dù sớm hay muộn. Ông cho biết, hội nghị đầu tiên có thể tập trung vào cách mời Nga tham dự và xác định vai trò của Moscow. Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherst nói, chúng ta sẽ không ký kế hoạch hòa bình tại hội nghị này. Chúng ta nghĩ sẽ có hội nghị thứ hai, nhưng chúng tôi muốn bắt đầu quá trình đó bằng hội nghị này. Nga đã khẳng định rằng họ sẽ không tham gia vào hội nghị hòa bình Ukraine được tổ chức bởi Thụy Sĩ, ngay cả khi được mời. Moscow tuyên bố rằng mọi đàm phán về hòa bình của Ukraine mà không có sự tham gia của nước này sẽ là vô nghĩa. Mặt khác, Moscow khẳng định vẫn luôn để ngỏ đàm phán hoặc trực tiếp với Ukraine hoặc thông qua các nước phương Tây. Hồi tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào, Kiev phải dỡ bỏ lệnh cấm tiếp xúc với giới lãnh đạo hiện tại của Nga. Năm 2022, sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã bị đình trệ từ tháng 3 năm 2022. Theo Kiev, hòa đàm chỉ có thể tiến hành khi Moscow đồng ý rút toàn bộ quân lính và phục hồi đường biên giới năm 1991 cho Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cũng bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình, cho rằng Nga cần tham gia vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông nhấn mạnh, cuộc chiến chỉ có thể kết thúc thông qua các biện pháp ngoại giao với Nga, vì vậy việc đàm phán với Nga là không thể tránh khỏi. Ông nói, không thể có hòa bình nếu không có sự tham gia của Nga. Nhà lãnh đạo Áo cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng và trở nên không thể kiểm soát. Thủ tướng Nehammer nhận định, lúc đầu, các nước phương Tây tuyên bố chỉ cung cấp đạn dược và vũ khí giúp Ukraine phòng vệ. Sau đó, nhiều điều cấm kỵ đột nhiên không còn là điều cấm kỵ. Phương Tây viện trợ xe tăng và bây giờ thậm chí cả máy bay chiến đấu. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Univision mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump là mối đe dọa với NATO, cho rằng sẽ là thảm họa cho thế giới nếu liên minh này tan rã. Ông cho biết, người tiền nhiệm Donald Trump không chỉ là mối đe dọa hàng đầu đối với tự do và dân chủ Mỹ mà còn làm xói mòn sự đoàn kết của NATO. Tổng thống Biden cũng đề cập tới việc đề xuất gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine vẫn đang bị kể lại tại Quốc hội do sự bất đồng ý kiến giữa các đảng Cộng hòa và Dân chủ. Ông Biden cảnh báo rằng tình hình này rất nguy hiểm đối với sự đoàn kết của NATO, đồng thời chỉ trích ông Trump và Đảng Cộng hòa về việc làm ảnh hưởng đến gói viện trợ quan trọng cho Kiev. Ông Biden nhận định, ông Trump điều hành Đảng Cộng hòa, mọi người trong đảng đều e ngại đối đầu với ông Trump, dù họ có đồng ý với ông ấy hay không, đó là điều rất nguy hiểm. Điều cuối cùng chúng ta muốn thấy là chứng kiến NATO bắt đầu tan rã, đó sẽ là thảm họa với Mỹ, với châu Âu và với thế giới. Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng Washington đã hết cách để cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine nếu Quốc hội Mỹ không tìm được tiếng nói chung về ngân sách mới. Ông Biden cũng tỏ ra tự hào về việc NATO đã mở rộng thêm hai thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển trong hai năm qua, coi đây là một thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình, ông Biden cho biết. NATO đã làm được điều mà tôi rất tự hào. Tôi đã gắn bó với NATO trong suốt sự nghiệp của mình. Chúng ta đã có thể mở rộng NATO và chúng ta thêm hàng nghìn km biên giới vì có hai quốc gia Bắc Âu đã sát nhập NATO, có nhiều quốc gia NATO dọc theo biên giới Nga. Trong nhiều năm qua, Nga đã bày tỏ lo ngại về sự mở rộng của NATO về phía biên giới của nước này, coi chính sách của NATO như một mối đe dọa hiện hữu. Mặt khác, trong suốt nhiều năm, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích NATO nhiều lần. Ông từng gây tranh cãi khi tuyên bố vào năm 2017 rằng NATO đã lỗi thời. Sau đó ông tiếp tục chỉ trích Đức và các đồng minh khác của Mỹ vì không đầu tư đủ vào ngân sách quốc phòng và gánh nặng này được đẩy lên Mỹ. Hồi tháng 2 năm nay, New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết các cuộc thảo luận không chính thức được cho là đã diễn ra ở Đức và một số quốc gia châu Âu khác về nguy cơ tan rã của NATO nếu ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Cùng ngày 10 tháng 2, trong bài phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở South Carolina, ông Trump đã kể lại một cuộc họp với các lãnh đạo NATO. Ông Trump kể lại khi một lãnh đạo nước lớn hỏi rằng nếu chúng tôi không đóng góp ngân sách quốc phòng đầy đủ và Nga tấn công chúng tôi, Mỹ có bảo vệ chúng tôi không? Ông Trump trả lời, các bạn không đóng góp đủ, các bạn làm không đúng nghĩa vụ. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ không bảo vệ các bạn. Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích họ làm bất cứ điều gì họ muốn, bạn phải đóng góp. Phát biểu trên của ông Trump đã hứng hàng loạt chỉ trích từ các đồng minh của Mỹ trong NATO và cả từ ông Biden. Trong một buổi chia sẻ với tờ Die Zeit của Đức mới đây, Thủ tướng Áo Karl Nehammer đã chỉ ra rằng Nga vẫn là một phần của châu Âu và điều này có nghĩa là phương Tây phải tìm cách chung sống hòa bình với Nga. Ông nhận định, chúng ta không thể loại Nga khỏi châu Âu,
Điều này có nghĩa là ngay cả khi xung đột kết thúc, chúng ta vẫn cần chung sống hòa bình với Nga. Điều này cũng bao gồm cả sự linh hoạt đến từ phía Nga. Trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Áo nêu rõ, châu Âu không thể hòa bình nếu không đối thoại với Nga. Bên cạnh đó, ông lưu ý cuộc đối thoại này không nên diễn ra sau lưng Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã lập kế hoạch cho một cuộc phản công mới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã nói rằng việc thực hiện kế hoạch này sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ tái thiết lập hỗ trợ quân sự cho Kiev và sự hỗ trợ từ phương Tây trong việc tăng cường khả năng sản xuất thiết bị quân sự trong nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Nga có lợi thế hơn chúng tôi về mặt nhân lực và vũ khí, nhưng phương Tây sở hữu các hệ thống hiện đại hơn. Nếu chúng tôi nhận được giấy phép chuyển giao công nghệ từ các đối tác phương Tây, sự chênh lệch về nguồn nhân lực sẽ không còn là vấn đề. Nhà lãnh đạo Ukraine đã đưa ra tuyên bố tương tự vào năm ngoái. Tuy nhiên, lúc đó Kiev đã thất bại trong việc tái kiểm soát các khu vực được kiểm soát bởi Moscow kể từ năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine vẫn chưa đạt được những ưu thế trên chiến trường. Các lực lượng Ukraine vẫn đang bị đẩy lui tại nhiều mặt trận. Trong một cuộc trao đổi với tờ Bild của Đức trong tuần này, ông Zelensky hy vọng sẽ sớm đảo ngược tình hình. Kế hoạch phản công mới của Ukraine đang gặp trở ngại do sự trì trệ của viện trợ từ phương Tây. Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev sau nhiều tháng. Bất chấp tình hình khó khăn, chính quyền của Tổng thống Zelensky vẫn kiên quyết từ chối đàm phán với chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giới chức Ukraine cũng rõ ràng tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào cho đến khi Ukraine khôi phục lại đường biên giới như trước năm 2014. Ngày 10 tháng 4, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, truyền thông nhà nước Nga đã nhấn mạnh nỗ lực chung của Nga và Trung Quốc trong việc chống lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Bắc Kinh và Moscow nhân cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Vương Nghị tại Bắc Kinh. Cụ thể, hãng thông tấn TASS cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ ra rằng Trung Quốc và Nga cần tham gia vào phản ứng kép để đáp lại những nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn chặn kép đối với Nga và Trung Quốc. Ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga sẽ phản đối quyền bá chủ và chính sách vũ lực, ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế và hợp tác chống lại các biện pháp trừng phạt đơn phương làm suy yếu trật tự thế giới đa cực và đi ngược lại xu hướng phát triển toàn cầu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã đưa ra chính sách phản ứng kép nhằm ứng phó với răn đe kép của phương Tây. Ông Lavrov lý giải, Moscow và Bắc Kinh sẽ cùng nhau chống những nỗ lực nhằm ngăn chặn các bước hướng tới việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực hoặc xóa bỏ các quá trình vốn đã lỗi thời trong việc thiết lập dân chủ và công lý. Cũng tại Bắc Kinh, ông Lavrov đã khẳng định quan hệ đối tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc đã đạt đến mức độ chưa từng có. Bên cạnh đó, hai nước cùng có lợi ích quốc tế chung và cam kết phối hợp để giải quyết các vấn đề cả bên trong và bên ngoài. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh mối quan hệ Nga-Trung không chỉ dừng lại ở một liên minh quân sự, chính trị trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mà cả hai quốc gia đang nỗ lực hình thành một trật tự thế giới đa cực thông qua các tổ chức đa phương như BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Shanghai, SCO. Ngoài ra, Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác trong việc chống khủng bố và đã ký kết một kế hoạch tham vấn Liên Bộ Ngoại giao vào năm 2024. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai nước đã trao đổi quan điểm về các biện pháp có thể giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh rằng các cuộc họp quốc tế để thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine mà không có sự tham gia của Moscow sẽ không đạt hiệu quả. Chính phủ Berlin mới đây đã công bố danh sách gói hỗ trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine. Theo đó, Berlin gửi khoảng 6.000 quả đạn pháo cho Kiev, đủ để Ukraine sử dụng hết trong vòng 3 ngày. Trong khi Nga bắn hơn 10.000 quả mỗi ngày. Theo nhận xét của giới truyền thông, tài liệu liệt kê các loại vũ khí và đạn dược chỉ được mô tả một cách ngắn gọn, cho thấy sự ủng hộ của Đức đối với lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, Berlin cũng có kế hoạch gửi một số phương tiện giả phá bom mìn trên mặt đất, 30 hệ thống chống máy bay không người lái UAV và một xe đặc chủng Warthog có khả năng di chuyển trên mọi địa hình. Danh sách cũng bao gồm 30 máy bay không người lái trinh sát RQ-35 Heidrun, cùng với một số lượng đáng kể vũ khí nhẹ, bao gồm hơn 800 khẩu súng trường tấn công và 1 triệu viên đạn. Điều đáng chú ý trong danh sách này là Đức chỉ sẵn sàng cung cấp 6.000 quả đạn pháo Calibre 155mm cho lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thực tế của cuộc xung đột với Nga trong 2 năm qua, số lượng đạn này chỉ đủ cho quân đội Ukraine bắn tối đa trong vòng 3 ngày, trong điều kiện chiến đấu căng thẳng. Theo bình luận của truyền thông, nội dung của gói viện trợ quân sự mới nhất nhấn mạnh sự bất lực của các đồng minh của Ukraine trong việc thực hiện cam kết cung cấp hàng trăm nghìn viên đạn pháo
bất chấp nhiều tuyên bố về tình trạng thiếu hụt đạn pháo nghiêm trọng trong lực lượng vũ trang Ukraine. Gần đây, cơ quan tình báo Đức đã thông báo rằng dự trữ đạn pháo của quân đội Ukraine sẽ cạn kiệt vào tháng 6. Số lượng còn lại cũng rất ít và được phân bổ hạn chế cho những khu vực yếu nhất. Sự thiếu hụt đạn pháo đã tạo ra cơ hội cho Nga chiếm ưu thế trên chiến trường. Trong những ngày gần đây, giới truyền thông cũng chỉ ra rằng tình trạng cạn kiệt đạn pháo như vậy đã buộc Ukraine phải tìm kiếm nguồn cung từ các nguồn khác. Có tin đồn cho biết Kiev đã tiến hành trao đổi lương thực với các quốc gia ở châu Phi để nhận được một số vũ khí và đạn dược cần thiết. Theo đó, các đạn dược được vận chuyển bằng đường thủy và được dỡ hàng tại các cảng biển và sông Ukraine và Romania. Tuy nhiên, chất lượng của những vũ khí này cần phải được cải thiện để đáp ứng được yêu cầu chiến đấu. Mặc dù vậy, trong tình hình hiện tại, chính quyền Kiev không còn có nhiều lựa chọn khác. Giới truyền thông cũng tiết lộ, trong tình hình thiếu hụt đạn dược, số lượng đạn pháo được phân bổ hàng ngày cho lực lượng Ukraine đã giảm xuống chỉ còn 2.000 quả. Trong khi đó, lực lượng Nga lại bắn hơn 10.000 quả đạn mỗi ngày, hoàn toàn áp đảo Ukraine về hỏa lực pháo binh. Gần đây, Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận Nga vượt trội Ukraine về hỏa lực, nhất là hỏa lực pháo binh, vốn có vai trò then chốt trong cuộc xung đột hiện nay. Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm 2022, sau khi đã cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hơn 2 năm qua. Nội bộ Mỹ bất đồng về việc tiếp tục viện trợ cho Kiev. Gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất vẫn bế tắc tại Quốc hội. Các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn phản đối tiếp tục hỗ trợ Ukraine, thay vào đó muốn chính quyền ưu tiên hơn cho các vấn đề trong nước như an ninh biên giới. Chính quyền Tổng thống Joe Biden liên tục bày tỏ lo ngại về việc thiếu nguồn viện trợ cho Ukraine. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và tìm cách thuyết phục các đồng minh rằng Mỹ vẫn duy trì cam kết với Kiev. Ukraine được cho là đang áp dụng nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo AI khác nhau để thiết kế vũ khí, xác định mục tiêu quân sự, phát hiện gián điệp, đánh giá sĩ khí đối phương. Mới đây, tạp chí Economist chỉ ra rằng, trong bối cảnh thiếu hụt viện trợ và bị áp đảo về khí tài quân sự trước Nga, Ukraine đang tìm cách sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tìm kiếm lợi thế cho nước này. Một sĩ quan cao cấp của Ukraine chịu trách nhiệm phát triển công nghiệp quốc phòng của quốc gia này tiết lộ rằng các đội ngũ thiết kế máy bay không người lái UAV của Kiev thường sử dụng công nghệ ChatGPT như một nguồn cung ban đầu cho quá trình tạo ra ý tưởng mới. Những chuyên gia này thường tìm kiếm sự tư vấn từ ChatGPT để khám phá những cách tiếp cận mới trong việc ngăn chặn UAV bị quân đội Nga làm nhiễu tín hiệu liên lạc hoặc thậm chí áp chế điện tử. Không chỉ vậy, Ukraine còn sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện các mục tiêu của Nga. Công ty tình báo Monfa đặt trụ sở tại thành phố Dnipro và thủ đô Kiev sử dụng một mô hình trí tuệ nhân tạo đặc biệt để phân tích hình ảnh và văn bản trên mạng xã hội. Mô hình này sẽ xác định các điểm chung giữa những hình ảnh và văn bản trên mạng xã hội, sau đó cung cấp manh mối về các địa điểm mà quân đội Nga có thể đang đóng quân hoặc che giấu vũ khí. Nhà phân tích của công ty, ông Maxim Zrahevsky cho hay, Monfa có thể phát hiện trung bình từ 2 đến 5 mục tiêu quan trọng mỗi ngày. Tất cả thông tin tình báo này sẽ được nhanh chóng chuyển giao cho quân đội Ukraine để xử lý. Không chỉ dừng lại ở đó, quân đội Ukraine còn sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo của công ty Semantic Force để phân tích tình hình tâm lý đối phương. Thông thường, dịch vụ thương mại của Semantic Force được sử dụng để theo dõi ý kiến của người tiêu dùng về sản phẩm của họ dựa trên nội dung được chia sẻ trên mạng. Tuy nhiên, với khách hàng là quân đội Ukraine, Semantic Force sử dụng hình ảnh thu nhập từ UAV trinh sát và từ các bài đăng trên mạng của lính Nga để xác định các điểm đóng quân có thể có tâm lý kém hoặc đang trải qua sự cạn kiệt nhu yếu phẩm. Những mục tiêu này thường phản kháng yếu ớt hơn trước các cuộc tấn công của Kiev. Việc sử dụng AI cũng giúp Ukraine xác định thành phần phản gián. Cựu thứ trưởng phụ trách chính sách thông tin của Ukraine, Dmytro Zolotukhin cho biết, những lời đề nghị kiếm tiền bằng cách chụp ảnh cơ sở hạ tầng và tài sản quân sự được định vị địa lý thường được gửi đến điện thoại ở Ukraine. Gần đây chính ông cũng nhận được một tin nhắn như vậy. Những thành phần tham gia vào thị trường dịch vụ tình báo này thường xuyên bị cơ quan tình báo Ukraine truy lùng. Ngoài ra, phân tích mạng lưới còn giúp các nhà điều tra Ukraine xác định những người vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga. Thông qua kết nối dữ liệu trong cơ quan đăng ký tàu với hồ sơ tài chính được lưu giữ ở các trụ sở khác, phần mềm có thể xuyên thủng bức màn của doanh nghiệp. Việc sử dụng AI đã phát triển được một thời gian, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi đẩy mạnh sử dụng công nghệ vì an ninh quốc gia vào tháng 11 năm 2019. Giám đốc nhân sự Trung tâm Điều hành đánh giá các mối đe dọa Andriy Zius cho biết mô hình này theo dõi sự phát triển về giá cả, việc sử dụng điện thoại, di cư thương mại, năng lượng, chính trị, ngoại giao và quân sự cho đến vũ khí trong các cửa hàng sửa chữa. Hiện chưa rõ những nỗ lực này sẽ tạo sự khác biệt đến mức nào trên chiến trường. Tuy nhiên, chuyên viên Evan Platt của ZeroLine, một tổ chức phi chính phủ ở Kiev chuyên cung cấp trang thiết bị cho quân đội và dành thời gian ở tiền tuyến để nghiên cứu hiệu quả chiến đấu, mô tả việc Ukraine sử dụng AI là một điểm sáng. Mặc dù vậy, đến nay tác động thực tiễn của việc áp dụng AI trên chiến trường vẫn chưa được thể hiện rõ ràng.
rất nhiều thành viên cấp cao trong giới chức Ukraine tin rằng đây là điểm sáng trong việc tăng cường khả năng chiến đấu của Ukraine. Tuy nhiên, một số người lo ngại rằng việc cung cấp nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực của Kiev cho các lĩnh vực quan trọng khác. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng lưu ý rằng nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo trên thị trường đang được quảng bá quá mức và việc quá phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng. Thậm chí, giáo sư danh dự tại trường đào tạo sau đại học của Hải quân Mỹ tại bang California và là cố vấn cho nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ, ông John Aquila còn cho rằng cái mất của việc quân đội Ukraine ứng dụng AI có thể nhiều hơn cái được. Ông Aquila nhận định, những thắng lợi lớn nhất của Ukraine tập trung vào giai đoạn đầu cuộc chiến khi các đơn vị chiến đấu bị phân tán và được khuyến khích tự ý hành động. Tuy nhiên, việc Ukraine ứng dụng nhiều AI đang tập trung hóa việc đưa ra quyết định và triệt tiêu yếu tố sáng tạo tại những vùng chiến sự xa. Điều đó khiến các quyết định trên chiến trường của Kiev có thể dễ bị bắt bài hơn, dẫn đến các tổn thất lớn trên chiến trường. Ngày 10 tháng 4, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ Alabama, ông Tommy Tuberville tuyên bố rằng Hoa Kỳ từ lâu đã là nhà tài trợ chính cho chính phủ Kiev. Ông cho biết rằng từ năm 2014, Washington đã chi tới khoảng 300 tỷ đô la Mỹ để đáp ứng các nhu cầu của Ukraine. Nghị sĩ này nhấn mạnh trong phiên điều trần về yêu cầu ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2025 rằng Hoa Kỳ đã chi 300 tỷ đô la ở Ukraine kể từ năm 2014 tới nay. Hiện tại, con số này vẫn tiếp tục tăng lên khi Mỹ tiếp tục chi tiêu 80.000 đô la Mỹ mỗi ngày, tương đương với 4,8 triệu đô la mỗi phút. Mặc dù không rõ ông Tuberville lấy số liệu từ đâu, nhưng dựa trên những con số mà ông đã công bố, tính trung bình hàng năm, con số Mỹ đã chi cho Ukraine lên tới khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, trung bình mỗi tháng là 2,5 tỷ đô la Mỹ, mỗi ngày là 82 triệu đô la Mỹ và mỗi giờ là 3,4 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó, những lời của ông Tuberville đã vấp phải sự phản đối từ người phụ trách tài chính, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mike McCone. Theo ông McCone, trong quá khứ, Hoa Kỳ đã phân bổ 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho Ukraine trong một thời gian dài và chỉ trong vài năm xung đột gần đây, số tiền này mới tăng lên đến con số 40 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trước đó, tỷ phú Mỹ Elon Musk, người sở hữu hai tập đoàn nổi tiếng là SpaceX và Tesla, đã lên án quan điểm của Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chuck Schumer về việc chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ cần phân bổ các gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Vị tỷ phú này coi việc Mỹ đặt cuộc chiến ở Ukraine ở vị thế ưu tiên là việc Washington không có mục tiêu cuối cùng trong việc giúp đỡ người Ukraine là quan điểm và kế hoạch thiếu tính xây dựng. Theo các nhà phân tích, chi phí khổng lồ mà Washington đã chi cho Ukraine đã gây ra làn sóng phản đối từ các chính trị gia và người dân Mỹ. Một ví dụ điển hình là Hạ viện của Quốc hội Mỹ đã ngăn chặn một gói viện trợ quân sự khổng lồ cho Ukraine trị giá lên tới 60 tỷ đô la Mỹ. Ngày 9 tháng 4, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã bay sang Washington để gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nhằm thúc đẩy việc thông qua gói viện trợ quân sự này. Tuy nhiên, thậm chí cả vị cựu Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh cũng không được phép gặp ông Johnson. Sau đó, ông David Cameron cũng đã cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, một thành viên nổi bật của Đảng Cộng hòa và ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong cuộc gặp riêng với ông Trump tại dinh thự Mar-a-Lago, Ngoại trưởng Anh thuyết phục cựu Tổng thống Mỹ rằng viện trợ cho Ukraine có lợi cho chính Washington. Ông Cameron hy vọng ông Trump sẽ thay đổi quan điểm, từ đó khiến các nghị sĩ Cộng hòa thông qua viện trợ cho Ukraine. Vài tiếng sau cuộc gặp với ông Trump, Ngoại trưởng Cameron gặp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Washington, cùng nhắc lại lời kêu gọi Quốc hội Mỹ dừng chặn khoản viện trợ Ukraine. Ngoại trưởng Anh khẳng định ông không đến Mỹ để dạy bảo ai can thiệp chính trị nội bộ, nhưng tin rằng nếu Mỹ duyệt khoản viện trợ cho Ukraine, điều đó sẽ có lợi cho an ninh quốc gia của Mỹ. Ông Cameron nói thêm sẽ vận động Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson về khoản viện trợ cho Ukraine, nhưng trước hết việc đảm bảo được sự ủng hộ của ông Trump rất quan trọng. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Anh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ ông Trump. Cựu Tổng thống Trump đã kêu gọi Đảng Cộng hòa chặn dự luật ngân sách do Thượng viện Mỹ đề xuất, trong đó có 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine, gói viện trợ nhằm cung cấp vũ khí, đạn dược và đáp ứng các nhu cầu quan trọng khác của Ukraine vào lúc chiến sự giữa nước này và Nga bước sang năm thứ ba. Hiện tại, ông Trump vẫn duy trì ảnh hưởng lớn trong phe Cộng hòa, đảng đang kiểm soát Hạ viện Mỹ. Ông sẽ trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ tháng 11. Ukraine và nhiều đồng minh phương Tây lo ngại rằng nếu đắc cử, ông Trump sẽ chấm dứt hoàn toàn hỗ trợ của Mỹ cho Kiev. Ngày 10 tháng 4, thông tin từ Nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Gazetesi cho biết Ankara dự kiến sẽ triển khai các hệ thống phòng không S-400 mua từ Nga từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq vào cuối tháng này. Theo Gazetesi, việc triển khai hệ thống S-400 là một phần của chiến dịch lớn chống lại Đảng Công nhân người Kurd PKK, một tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức nguy hiểm. Nhật báo lưu ý rằng việc triển khai S-400 được dự kiến sẽ là một phần của kế hoạch chuẩn bị
và dự kiến sẽ được đẩy nhanh sau kỳ nghỉ lễ Muslim Eid al-Fitr vào cuối tuần này. Hệ thống phòng không S-400 hiện đại của Nga được kỳ vọng sẽ bảo vệ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ khỏi các máy bay không người lái Kamikaze mới nhất của PKK. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng việc phòng thủ chống lại các máy bay không người lái UAV sẽ được ưu tiên đặc biệt trong chiến dịch sắp tới. Theo Gazatesi, PKK được cho là đã mua tên lửa và máy bay không người lái từ Pháp, Ấn Độ, Iran và một số quốc gia Đông Âu. Ankara đã nhiều lần cân nhắc đến việc phát động một chiến dịch quy mô lớn chống lại PKK ở miền Bắc Iraq trong những tháng gần đây. Hồi giữa tháng 6 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố rằng chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề ở biên giới với Iraq vào mùa hè. Ông đề cập đến việc thiết lập hành lang an ninh dài 30-40 km dọc biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq và Syria. Baghdad chính thức cấm PKK vào giữa tháng 3 năm 2024, trước chuyến thăm Iraq vào tháng 4 của ông Erdogan. Đây sẽ là chuyến thăm Iraq đầu tiên sau 13 năm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Mối quan hệ giữa Ankara và Washington đã căng thẳng từ khi Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga vào năm 2019. Thỏa thuận này đã dẫn đến các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào năm sau và Ankara đã bị loại khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Hồi tháng 1 năm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị khi đó là Victoria Nuland đã cáo buộc Ankara đe dọa an ninh của NATO bằng việc mua hệ thống phòng không của Nga. Tại thời điểm đó, bà Nuland cũng cho biết rằng Mỹ sẽ vui mừng chào đón Thổ Nhĩ Kỳ trở lại gia đình F-35 nếu Ankara có thể giải quyết được vấn đề S-400 này và lựa chọn các hệ thống thay thế có khả năng tương thích với NATO để đáp ứng các yêu cầu phòng thủ. Trước đó, Tổng thống Erdogan đã nhiều lần bác bỏ những ý tưởng như vậy của Mỹ, tuyên bố rằng việc mua bán với Nga là thỏa thuận đã hoàn tất. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK mới đây cho biết, tính tới ngày 10 tháng 4, lực lượng Nga đã kiểm soát toàn bộ thị trấn Ivanitsky ở tỉnh Donetsk, thuộc miền đông Ukraine và tiếp tục tấn công phía đông thành phố chiến lược Chasovia. Cụ thể, theo đoạn video được công bố cùng ngày, các lực lượng Nga gần đây đã tiến xa hơn về phía tây Ivanitsky dọc theo đường cao tốc T-0504 nối Bakhmut và Chasovia, cho thấy rằng quân đội Nga có thể đã kiểm soát toàn bộ Ivanitsky. Theo nguồn Ukraine đăng đoạn video nói trên, các lực lượng Nga đã giành được lợi thế trên sau một cuộc tấn công quy mô đại đội gần đây. ISVK cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô tương tự trong khu vực vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, nhưng không rõ họ có giành được thắng lợi nào hay không. Theo thông tin từ một người viết blog về chủ đề quân sự người Nga ngày 9 tháng 4, lực lượng Nga đã tiến gần phía đông Horihorivka, một ngôi làng ở miền nam Ukraine, và lực lượng Ukraine đã rút khỏi các vị trí phía đông bắc Kalinivka, một thị trấn ở tỉnh Vinnytsia. Tuy nhiên, ISVK chưa có bằng chứng trực quan xác nhận những thông tin này. Trong khi đó, giao tranh tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi giữa Nga và Ukraine. Các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới số 4 của Nga đang hoạt động theo hướng Bakhmut. Các đơn vị của sư đoàn súng trường cơ giới số 98 đang hoạt động gần tiểu khu Kanan ở cực đông Chasovia. Còn các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới số 200 thuộc hạm đội phương Bắc đang hoạt động gần Bohdanivka. Theo đánh giá của ISVK, kiểm soát thành phố Chasovia là mục tiêu hoạt động hiện tại của Nga trong khu vực. Trong khi đó, sáng hôm ngày 11 tháng 4, chính quyền Ukraine thông báo Nga đã tiến hành đợt tấn công tên lửa mới, gây ra hàng loạt vụ nổ ở các khu vực miền Đông Bắc, miền Nam và miền Tây. Trong một cuộc phỏng vấn với Washington Post mới đây, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã nêu phương án nước này có thể mượn tạo lá chắn phòng thủ Patriot giữa bối cảnh Nga đang tập kích Kiev với cường độ ngày càng dữ dội. Theo đó, ông Kuleba cho biết, Ukraine hy vọng các đồng minh của nước này có thể đồng thuận với việc viện trợ thêm cho Kiev 7 hệ thống phòng không Patriot càng sớm càng tốt. Ukraine thậm chí tính tới phương án sẽ đi mượn tạo lá chắn này từ các quốc gia khác khi Kiev đang cần chúng để đối phó với những đợt tấn công ồ ạt của Nga. Ông Kuleba cũng thừa nhận Ukraine trong thời gian qua đã thay đổi phong cách ngoại giao khi vận động các nước phương Tây viện trợ lá chắn phòng không. Ông cho rằng biện pháp ngoại giao nhẹ nhàng và trong im lặng không có hiệu quả. Ông mong muốn phong cách ngoại giao cứng rắn sẽ giúp Ukraine đạt được bước đột phá. Ngoại trưởng Ukraine giải thích, đúng, mọi người có thể ghét tôi và tôi có thể phá hỏng mối quan hệ. Một phần trong tôi cho rằng ngoại giao là quan hệ riêng tư, nhưng một phần khác trong tôi muốn lên tiếng. Chúng tôi đã thử mọi cách, nhưng dường như không có tác dụng gì cả. Ông cũng giải thích rằng, sự thay đổi chiến thuật ngoại giao của Ukraine là sau cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Kiev vào cuối tháng 3 vừa qua, khi người Ukraine nghe thấy âm thanh của tiếng nổ chưa đầy một phút sau khi cảnh báo không kích được đưa ra. Ông Kuleba cho biết, nhóm của ông đã tìm thấy hơn 100 khẩu hiệu tên lửa Patriot có sẵn, bao gồm cả những tổ hợp từ các nước láng giềng. Trong giai đoạn đầu, ông tập trung vào việc vận động để có được 7 hệ thống càng sớm càng tốt. Ngoài ra, ông Kuleba nói rằng Kiev đã tìm thấy 4 quốc gia ở châu Âu và châu Á có Patriot. Đồng thời, ông tiếp tục đề nghị Mỹ viện trợ thêm các hệ thống Patriot trong bối cảnh bất đồng nội bộ ở Washington
đang khiến gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ bị đình trệ. Ông cho biết, Ukraine thậm chí đã tính tới phương án sẽ mượn tạm các tổ hợp Patriot về sử dụng và Kiev hứa sẽ trả lại ngay khi các nước đòi lại. Trước đó, tháng 4 năm 2023, Ukraine đã nhận được hai hệ thống Patriot đầu tiên từ Mỹ và Đức. Vào tháng 10, Đức cam kết cung cấp một hệ thống Patriot khác để hỗ trợ Ukraine đối phó sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga trong những tháng mùa đông. Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn từ 70 đến 160 km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Patriot có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Radar của Patriot là một trong những bộ phận quan trọng nhất, vì có thể phát hiện và theo dõi hơn 100 mục tiêu và có tầm hoạt động hơn 100 km. Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng nếu Ukraine đã có thể có được 10 hệ thống Patriot cho các trung tâm công nghiệp quan trọng hôm nay hoặc trong những tháng tới, nếu chúng tôi có thể triển khai các hệ thống này gần tiền tuyến hơn, thì lực lượng Nga sẽ không tiếp cận được chúng tôi. Họ sẽ rút lui, chúng ta sẽ xuyên thủng hàng phòng ngự của họ và bắt đầu tiến lên. 10 hệ thống Patriot sẽ thay đổi hoàn toàn tình hình. Cơ quan an toàn hạt nhân của Trung Quốc đã có phản ứng đầu tiên trước báo cáo cho biết thành phố Khabarovsk của Nga nằm cách biên giới với Trung Quốc 30 km, ghi nhận mức phóng xạ tăng cao gấp 1.600 lần giới hạn an toàn. Theo tờ Newsweek, cơ quan an toàn hạt nhân của Trung Quốc khẳng định không có hiện tượng bất thường nào được phát hiện ở tỉnh biên giới của nước này, vốn chỉ cách một thành phố của Nga hơn 30 km, nơi vừa xảy ra sự cố khiến mức phóng xạ tăng gấp 1.600 lần so với mức cho phép vào tuần trước. Sự tăng đột biến của bức xạ đã khiến các quan chức địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở Khabarovsk, thành phố lớn nhất vùng Viễn Đông Nga, với dân số khoảng 630.000 người. Tuy nhiên, theo thông báo trên WeChat của lãnh sự quán Trung Quốc tại Khabarovsk trong ngày 9 tháng 4, theo giờ địa phương, thị trưởng thành phố này đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và nguồn ô nhiễm phóng xạ đã được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền. Tin tức về ô nhiễm phóng xạ ở Khabarovsk đã làm dậy sóng trên mạng, khiến một số cư dân mạng so sánh nó với thảm họa xảy ra năm 1986 khi lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine phát nổ, giải phóng một lượng lớn chất phóng xạ ra môi trường. Bộ Ngoại giao Nga hiện chưa trả lời đề nghị bình luận về vụ việc từ Newsweek. Trước đó, hôm ngày 10 tháng 4, Cơ quan An toàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc NNSA cho biết trên mạng xã hội WeChat rằng cơ quan môi trường ở tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc đã rất chú ý đến tình hình. Trong khi đó, vài ngày qua, trạm giám sát tự động môi trường bức xạ khí quyển tỉnh Hắc Long Giang đã đo bức xạ gamma cục bộ và thu thập các mẫu khí dung suốt 24 giờ một ngày. Cơ quan này cho biết quá trình giám sát cho thấy mức bức xạ nằm trong các thông số bình thường và không phát hiện thấy bất thường nào. Theo tờ Moscow Times, một người dân địa phương đã báo cáo tình hình nguy hiểm tiềm tàng sau khi nhận thấy mức độ phóng xạ tăng cao gần một kho kim loại. Các quan chức sau đó đã phong tỏa khu vực rộng khoảng 3.000 m2. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, nguồn phóng xạ là một viên nang từ một máy dò bị lỗi và nó được một công ty xử lý chất thải hạt nhân xử lý. Lãnh sự quán Trung Quốc cũng dẫn lại nguồn tin của TASS cho hay, cơ quan cứu trợ thiên tai ở Khabarovsk đã phát hiện mức độ phóng xạ từ 0,09 đến 0,13 microsievert mỗi giờ trong giới hạn bình thường. Microsievert là đơn vị dùng để đo liều hấp thụ của bức xạ ion hóa trong mô người hoặc bức xạ có đủ năng lượng để loại bỏ các electron liên kết chặt chẽ khỏi nguyên tử, có khả năng gây tổn hại cho tế bào và DNA. Ảnh hưởng của việc phơi nhiễm phụ thuộc vào các yếu tố như loại bức xạ, liều lượng nhận được và thời gian phơi nhiễm. Tờ Novaya Gazeta có trụ sở tại Latvia cho biết các tình nguyện viên thuộc nhóm kiểm soát bức xạ đã phát hiện mức phóng xạ cao nhất là 800 microsievert mỗi giờ ở khu vực sự cố tại Khabarovsk. Mức 0,5 microsievert một giờ được coi là an toàn cho con người, nghĩa là lượng bức xạ được phát hiện cao hơn 1.600 lần. Hôm 8 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington muốn đảm bảo rằng dự án khí tự nhiên hóa lỏng LNG-2 Bắc Cực của tập đoàn dầu khí Nga Novatek sẽ không có cơ hội sống sót trong tương lai. Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ Geoffrey Piat tuyên bố Mỹ đang đặt mục tiêu ngăn chặn sự phát triển của ngành năng lượng Nga, bao gồm cả dự án khí tự nhiên hóa lỏng LNG mới ở Bắc Cực. Phát biểu tại hội nghị của tờ Financial Times, ông Piat cho hay Mỹ đang đặc biệt nhắm mục tiêu vào dự án LNG-2 Bắc Cực ở vùng Saman, phía Bắc Nga, dự án do gã khổng lồ năng lượng tư nhân Novatek phát triển. Ông Piat nói, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng dự án LNG-2 Bắc Cực sẽ thất bại. Chúng tôi cũng chú trọng đảm bảo rằng Nga không thể phát triển các dự án mới nhằm chuyển hướng khí đốt mà nước này từng cung cấp cho châu Âu trước đó. Mỹ đã áp đặt một số vòng trừng phạt kinh tế đối với dự án LNG-2 Bắc Cực, trong đó vòng trừng phạt gần đây nhất được công bố vào tháng 11 năm 2023.
kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Phương Tây trả đũa bằng việc cắt giảm nhập khẩu khí đốt giá rẻ của Nga qua đường ống dẫn khí, thay bằng mua khí tự nhiên hóa lỏng đắt đỏ từ Mỹ và một số quốc gia khác. Mặc dù vậy, khí đốt Nga vẫn tiếp tục chảy sang một số quốc gia thành viên EU. Theo ước tính của Reuters, EU đã tăng cường mua LNG của Nga trong năm 2023 để bù đắp tổn thất khí đốt qua đường ống. LNG hiện chiếm 15% thị phần trên thị trường, tăng từ khoảng 8% trước năm 2022. Thị phần khí đốt qua đường ống của Nga trước đây là 37%. Trang Montel News đưa tin, nguồn cung khí đốt qua đường ống và LNG của Nga sang châu Âu trong tháng 3 năm 2024 tăng 0,8% so với tháng 2 lên 162 triệu mét khối trên một ngày. Trong tháng 3 vừa qua, Nga đã xuất khẩu khoảng 90,6 triệu mét khối khí đốt trên một ngày qua hai đường ống dẫn khí còn lại từ châu Âu là Tức Sật Chim, dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và hệ thống đường ống qua Ukraine. Con số này tăng 2,7 triệu mét khối trên một ngày, tương đương 3%, theo dữ liệu của mạng lưới các nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt châu Âu. Moscow coi xung đột Ukraine là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga, mà một trong những mục tiêu của cuộc chiến này là ngăn chặn cạnh tranh kinh tế. Các quan chức Nga lập luận rằng phúc lợi của châu Âu đã bị Washington hy sinh trong quá trình này. Việc mất thị trường châu Âu khiến Nga tái tập trung vào các đường ống nối các mỏ khí đốt lớn với khách hàng ở châu Á, chủ yếu là Trung Quốc. Tờ báo Mỹ Washington Post mới đây nhận định, viễn cảnh Iran sở hữu vũ khí hạt nhân đang khiến Mỹ cũng như Israel cảm thấy vô cùng lo ngại. Tờ báo Mỹ cho biết, Iran đã làm giàu lượng uranium đủ để tạo ra 3 quả bom hạt nhân. Theo Washington Post, Tehran sẽ mất khoảng 2 năm để tạo ra đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để có thể lắp trên tên lửa. Tờ Washington Post nhấn mạnh, nhà máy làm dầu Fordo được bảo vệ chặt chẽ đã sản xuất ra một lượng uranium làm dầu có hàm lượng đáng kể, chỉ thấp hơn một chút so với cấp độ vũ khí. Độ tin cậy của thông tin do tờ báo Mỹ công bố là cực kỳ khó kiểm chứng. Vì những lý do rõ ràng, Tehran sẽ không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về tiến độ chương trình hạt nhân của mình. Điều đáng chú ý nữa là, một bài báo về khả năng tạo ra bom hạt nhân hoàn chỉnh của Iran đã xuất hiện ngay gần đây, khi có nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công của Tehran nhằm vào Israel, điều khiến không chỉ Tel Aviv mà cả Washington cảm thấy lo ngại. Nếu viễn cảnh trên xảy ra, các biện pháp trả đũa sẽ phải được Mỹ và Israel thực hiện, và điều này đe dọa làm bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Bên cạnh đó, Israel đã hứa sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu họ cảm thấy Tehran đã sắp sở hữu bom nguyên tử. Và có điều gì đó cho thấy rằng, việc báo chí Mỹ đẩy tình hình căng thẳng lên một cấp độ mới hoàn toàn không phải là điều ngẫu nhiên. Hiện nay, Israel là quốc gia duy nhất tại khu vực Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân. Mặc dù chưa từng thừa nhận, nhưng Tel Aviv luôn ngầm cảnh báo sẽ dùng mọi biện pháp nếu thấy xuất hiện điều gì đó đe dọa sự tồn vong của quốc gia Do Thái. Căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel sau cuộc tấn công tên lửa của Israel vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damas của Syria hôm 1 tháng 4 đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa các cường quốc ở khu vực Trung Đông. Nếu xung đột quy mô lớn thật sự nổ ra, quân đội của quốc gia nào được trang bị tốt hơn là câu hỏi nhiều người đặt ra. Về các cuộc đọ sức trên không, câu hỏi ban đầu chỉ đơn giản là một câu hỏi về địa lý, nghĩa là viễn cảnh mỗi nước tấn công thành công nước kia. Mặc dù Iran sở hữu một số tiêm kích F-14 Tomcat khá mạnh, nhưng không rõ được bảo trì tốt như thế nào. Tomcat sở hữu tốc độ cao nhưng có khả năng thua nhanh trong bất kỳ cuộc đối đầu trên không nào với máy bay thế hệ thứ 5 chỉ vì phạm vi hiệu quả của radar và vũ khí kém hơn rất nhiều. Ví dụ, Israel đang vận hành một phi đội tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35E Adir có khả năng chiếm ưu thế trên không và né tránh hệ thống phòng không của đối phương. Tehran được biết là đang vận hành một số hệ thống phòng không do Nga chế tạo. Tuy nhiên, không có nghĩa là lúc nào họ cũng có thể phát hiện và phá hủy những chiếc F-35 của Israel. Xét về số lượng máy bay chiến đấu, Israel có lợi thế khi họ sở hữu nhiều hơn đối phương 50 máy bay. Bảng xếp hạng globalfirepower.com 2023 báo cáo rằng Iran vận hành 160 máy bay so với 241 chiếc của Israel. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng ở đây có thể liên quan đến vấn đề công nghệ. Israel lợi thế hơn vì một chiếc F-35 thế hệ thứ 5 được cho là có khả năng sử dụng các cảm biến nhắm mục tiêu tầm xa, độ chính xác cao và vũ khí tiên tiến để phá hủy số lượng máy bay thế hệ thứ 4 lớn hơn nhiều. Bất kỳ phân tích nhanh nào về vũ khí và công nghệ sẵn có đều cho thấy rằng Israel có khả năng hoạt động với lợi thế khác biệt so với các đối thủ ở trên không. Điều này sẽ khiến Iran rất khó đạt được bất kỳ tiến bộ lâu dài nào bằng một cuộc tấn công trên bộ. Câu hỏi về ưu thế trên không của đối phương cũng đè nặng lên tính khả thi của việc Iran có khả năng tiến hành bất kỳ hình thức tấn công trên bộ nào vào Israel. Để tiếp cận Israel, lực lượng mặt đất của Tehran sẽ cần phải đi qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Iraq hay bằng cách nào đó đi qua Vịnh Ba Tư.
Tất cả các kịch bản đều cho thấy lực lượng của họ sẽ dễ dàng bị phát hiện và dễ bị Israel tấn công từ trên không. Do đó, ngoài viễn cảnh đáng lo ngại về việc Iran sẽ có vũ khí hạt nhân, dường như không có nhiều cách mà nước này thực sự có thể tấn công Israel để đạt được thành công. Tuy nhiên, trừ khi Iran sử dụng chiến thuật bí mật, một điều hoàn toàn không thể vượt quá khả năng. Trên thực tế, các kiểu tấn công bí mật một cách chớp nhoáng quy mô nhỏ và rút lui nhanh chóng có thể là điều mà tướng Hossein đang đề cập đến bằng cách ám chỉ rằng một số cuộc tấn công có chủ đích có thể hạ gục Israel. Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp phòng không, Israel chắc chắn có kinh nghiệm và có khả năng thành thạo các chiến thuật để ngăn chặn. Về sức mạnh của lục quân, mặc dù Iran, ít nhất trên giấy tờ, dường như có lực lượng lục quân lớn hơn, đặc biệt là về xe tăng và xe bọc thép, song điều đó không có nghĩa là lực lượng trên bộ của họ sẽ ngang bằng với Israel về bất kỳ khía cạnh nào. Ví dụ, đánh giá quân sự năm 2023 của Global Firepower liệt kê Iran có 4.071 xe tăng so với 2.200 chiếc của Israel. Tuy nhiên, việc có nhiều hơn 2.000 xe tăng so với Israel không có nghĩa là đảm bảo sự vượt trội về mặt quân sự nếu như lực lượng xe tăng nhỏ hơn được trang bị cảm biến, vũ khí, tính toán và nhắm mục tiêu vượt trội hơn rất nhiều. Điều này có vẻ đúng nếu chỉ nhìn lướt qua xe tăng Merkava nổi tiếng và được đánh giá cao của Israel sẽ so sánh như thế nào với những chiếc T-72 nâng cấp từ thời Liên Xô của Iran. Một báo cáo thú vị trong cuộc chạy đua vũ trang châu Á thế kỷ 21 cho biết Iran có xe tăng Leopard do Đức chế tạo cũng như xe tăng T-90 của Nga và thậm chí một số xe tăng Abrams xuất xứ từ Mỹ. Xe tăng nội địa đầu tiên được báo cáo rộng rãi của Iran có tên Farah đã xuất hiện trong những năm gần đây, một nền tảng được cho là dựa trên khung gầm T-72S nâng cấp của Iran. Xe tăng Iran được cho là hoạt động với hệ thống điều khiển hỏa lực quang điện, máy đo xa laser và máy tính đa đạo, ít nhất về bên ngoài có vẻ thua kém rất nhiều so với Merkava của Israel. Merkava là một trong những chiến xa tiên tiến nhất trên thế giới. Theo một báo cáo trên National Interest, nó có thể chở bộ binh hoặc binh lính bị thương, tận dụng cửa thoát hiểm phía sau để thực hiện các hoạt động đổ bộ quân hoặc thoát hiểm an toàn, và có lẽ điều quan trọng nhất là pháo chính của nó có thể bắn tên lửa chống tăng. Merkava cũng có các tên lửa tấn công để tấn công trực thăng và các mục tiêu khác có khả năng nằm ngoài tầm bắn của đạn xe tăng tiêu chuẩn. Do vậy, ngay cả khi vận hành ít hơn 2.000 xe tăng chiến đấu chủ lực so với Iran, thì Israel thực sự có thể vận hành một lực lượng lục quân vượt trội hơn rất nhiều. Ví dụ, trong các trận chiến xe tăng nổi tiếng của chiến tranh vùng vịnh, kính ngắm nhiệt tiên tiến trên xe tăng Abrams của Mỹ có thể sục sạo, phát hiện, sau đó phá hủy T-72 của Iraq trước khi chúng bị đối phương phát hiện. Thế nên, một số lượng lớn xe tăng của Iraq đã bị hạ gục so với số rất ít xe tăng Abrams bị hạ. Iran sở hữu nhiều hơn Israel gần 400.000 quân, vì tổng lực lượng 1.015.000 quân của họ lớn hơn đáng kể so với lực lượng được báo cáo của Israel là 646.000. Tuy nhiên, sự khác biệt này có thể không phải là yếu tố quan trọng nếu Iran không thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ và vận hành một lực lượng lục quân kém hơn nhiều về vũ khí và công nghệ. Về kho vũ khí khác, Iran được cho là đang vận hành 8.500 xe bọc thép, nhiều hơn Israel khoảng 1.000 chiếc. Tuy nhiên, cũng như xe tăng, các phương tiện bọc thép của Israel vượt trội hơn đáng kể so với đối phương. Hơn nữa, kể cả khi Iran có số lượng xe tăng, thiết giáp vượt trội, cũng khó có khả năng vượt qua các hàng rào chủ động hoặc cấu hình phòng thủ của lực lượng Israel. Vì vậy, họ ít có khả năng thành công. Iran có nhiều pháo và pháo phản lực phóng loạt MLRS so với Israel. Tuy nhiên, cả pháo binh truyền thống và MLRS tầm bắn từ 70 đến 80 km sẽ không thể tấn công Israel, trừ khi chúng được di chuyển đến gần biên giới Israel. Đồng thời, Iran được cho là đang vận hành một số lượng lớn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trung bình và tầm xa để tấn công Israel. Truyền thông Iran cuối tuần qua cho biết nước này hiện sở hữu 9 loại tên lửa có tầm bắn đủ vươn tới lãnh thổ Israel. Hãng tin ISNA đăng tải hình ảnh cho thấy các loại tên lửa đạn đạo có khả năng này của Iran gồm Shahin, Khaiba, Emad, Sahab-3, Gadir, Pavet, Fatah-2, Khaybar-Sekhan và hai Qasem. Các tên lửa này có vận tốc từ Mach 5 đến Mach 14, tương đương từ gần 6.200 km/h đến hơn 17.000 km/h. Bản đồ Trung Đông cho thấy tên lửa của Iran có thể dễ dàng tấn công Jerusalem và các khu vực khác của Israel từ các địa điểm trên khắp Iran, vì Jerusalem cách Tehran chưa đầy 2.000 km. Điều này có nghĩa là một số tên lửa đạn đạo phóng từ thủ đô của Iran có thể tấn công Israel và số lượng vũ khí tầm xa thậm chí còn cao hơn, có thể dễ dàng tấn công Israel từ các địa điểm khác ở Tây Iran. Về sức mạnh hải quân, cả hai bên đều không có nhiều sự hiện diện của hải quân. Iran được biết đến với khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng thuyền nhỏ và được Global Firepower báo cáo là vận hành tới 19 tàu ngầm so với 5 của Israel. Do đó, tùy thuộc vào loại tên lửa hành trình nào hoặc vũ khí tấn công mặt đất mà tàu ngầm Iran có khả năng khai hỏa, có thể hình dung các khu vực quan trọng của Israel gặp nguy hiểm từ vùng biển ở Đông Địa Trung Hải. Về kinh nghiệm chiến đấu, trải qua hơn chục cuộc chiến và nổi dậy với các nước láng giềng và với Palestine từ năm 1948,
Israel cho đến nay là quốc gia có quân đội thiện chiến nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza đã chứng minh rằng năng lực chiến đấu không phải là thứ được truyền lại giữa các thế hệ, với việc IDF gặp phải những vấn đề đáng kể khi chiến đấu với Hamas và các lực lượng dân quân khác, khi tốc độ hoạt động chậm hơn nhiều so với dự kiến và thương vong là nặng nề nhất trong số các cuộc xung đột trong thế kỷ 21 liên quan đến Israel. Iran cũng có kinh nghiệm chiến đấu đáng kể. Cách mạng Hồi giáo năm 1979 diễn ra trong cuộc xung đột tàn khốc với Iraq kéo dài gần hết thập niên 1980, trong đó có tới 600.000 binh sĩ Iran và 500.000 quân Iraq và hơn 100.000 dân thường, chủ yếu là người Iran đã thiệt mạng. Trong nhiều thập kỷ kể từ đó, quân đội Iran đã có được kinh nghiệm chiến đấu trong nhiều cuộc xung đột khác, từ các cuộc nổi dậy trong nước đến hỗ trợ tư vấn của IRGC cho Hezbollah chống lại Israel trong chiến tranh Liban năm 2006, cũng như cho chính phủ Syria và Iraq trong cuộc chiến chống lại một loạt lực lượng được nước ngoài hậu thuẫn và các chiến binh thánh chiến trong những năm 2010.